Ngoài giấc ngủ buổi tối, thói quen chợp mắt buổi trưa cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chẳng hạn như giảm huyết áp, hỗ trợ giảm cân, giảm áp lực lên tim mạch, ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và nguy cơ tử vong vì bệnh tim. Tuy nhiên, việc ngủ trưa cũng cần phải đúng cách, nếu không sẽ không đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đôi khi có thể gây phản tác dụng, tăng nguy cơ tử vong sớm. Đi ngủ ngay sau khi ăn. Sau khi ăn xong, nếu không nghỉ ngơi hay vận động nhẹ để tiêu thụ lượng thức ăn vừa tiêu hóa, sẽ khiến cho hệ tiêu hóa phải làm việc nặng hơn, gây ảnh hưởng đến huyết áp, lượng cholesterol và lượng đường trong máu, khiến bạn có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn. Đặc biệt, chứng trào ngược axit liên quan đến hiện tượng ngưng thở khi ngủ cũng dễ gây ra đột quỵ. Đi ngủ ngay sau khi vừa ăn xong sẽ khiến việc tiêu hóa thức ăn bị trì hoãn, gây ra tình trạng trao đổi chất chậm và thiếu hiệu quả. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho cơ thể không hấp thụ đủ dưỡng chất từ thực phẩm nạp vào, làm tăng nguy cơ tích tụ các chất gây hại cho cơ thể. Ngủ gục ngay tại bàn. Đây là thói quen phổ biến của những người trẻ, dân văn phòng hay học sinh, sinh viên có thời gian nghỉ trưa ngắn và không gian chật chội. Không chỉ ảnh hưởng đến hệ xương khớp, gây khó khăn cho hô hấp, ngủ trưa với tư thế ngồi gục đầu trên bàn khiến nhịp tim dần chậm lại, gây thiếu máu não, làm cho chức năng hệ thống thần kinh thực vật bị rối loạn tạm thời, dẫn tới chóng mặt, ù tai, chân tay bùn rùn, tê mỏi. Theo thời gian, thói quen này gây tổn thương hệ thống tim mạch và mạch máu não, lâu dần dẫn tới hình thành các bệnh tim mạch và mạch máu não mãn tính. Kiểu ngủ này còn ảnh hưởng đến mắt do có lực đè lên nhãn cầu, khiến mắt sưng, trục nhãn cầu dài ra, dễ làm tổn thương giác mạc và võng mạc, dẫn tới giác mạc biến dạng, độ cong thay đổi, còn có thể làm tăng nhãn áp, gây vòng mắt xanh. Ngoài việc ảnh hưởng thị lực, gây cận thị, tăng xác suất bị mắc vòng mắt xanh, có thể đẩy nhanh chứng loạn thị. Nằm ngủ ở tư thế này cũng khiến dạ dày và hệ tiêu hóa bị nhiều áp lực, lâu ngày gây ra viêm dạ dày mãn tính. Đặc biệt với phụ nữ, ngủ gục trên bàn còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phần tử cung, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Ngủ nướng quá nhiều. Một trong những thói quen ngủ trưa không tốt cho sức khỏe là ngủ quá nhiều. Do khi bạn ngủ trưa quá lâu, khoảng trên 1 tiếng rưỡi, thì cơ thể sẽ từ trạng thái ngủ nông chuyển sang trạng thái ngủ sâu. Chính vì vậy, sau khi ngủ dậy, thường sẽ cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, đầu đau nhức, kèm theo hiện tượng chóng mặt, choáng váng. Do đó, theo các nhà nghiên cứu, thì thời gian ngủ lý tưởng nhất là trong khoảng từ 20 cho đến 30 phút. Một giấc ngủ ngắn như thế sẽ giúp bạn cải thiện hiệu suất làm việc, giúp tỉnh táo, giảm căng thẳng, cải thiện trí nhớ và tăng sức sáng tạo. Nói tóm lại, để có một giấc ngủ trưa tốt cho sức khỏe, bạn có thể tham khảo những cách sau đây. Thời gian ngủ trưa chỉ từ 20 cho đến 30 phút. Nên đi ngủ trưa sớm, việc ngủ trưa sau 3 giờ chiều có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi tối. Tùy mỗi cá nhân để lựa chọn thời gian ngủ trưa sao cho phù hợp nhất. Phụ thuộc vào nhu cầu, giờ giấc, tuổi tác và việc sử dụng thuốc. Nơi ngủ cần là một nơi yên tĩnh, đủ tối, nhiệt độ phòng thoải mái, ít có yếu tố gây sao nhãng. Không nên ăn quá no hoặc sử dụng các chất kích thích như rượu, bia,